cùng với, nói chung là đi sang xã khác rồi các bạn hiểu không? Đi sang xã khác á thì sẽ phải đi qua, đi đường nào cũng đi, dù có đi đường nào nó có 3 con đường mà đi đường nào cũng phải qua một cái nghĩa địa, kiểu như thế. Nói chung là rất là ghê. Thì hồi đấy đi học thì chỉ có 2-3 đứa đi cùng mình thôi, 2-3 đứa cùng xã đi cùng mình thôi. Còn nữa là cô ấy, cô kia là cái cô dạy văn đấy, là cô ở xã bên kia, thì đa số là cái bọn của xã bên kia chúng nó học, thì mình là chỉ có 3 đứa đi cùng thôi. Mà oái âm thay là cô, cái nói chung là kiểu ngày xưa cũng hay là cá ấy, đi học xong về là kiểu cũng chơi ở bên xã đấy, kiểu qua nhà bạn ngồi ăn uống nước rồi gì, qua nhà nó ăn hoa quả các kiểu, không về luôn. Đến lúc mà về, đạp xe về là lúc đấy cũng khoảng tầm 10-11 giờ rồi, muộn lắm rồi. Thì cái lúc mà đi qua cái con đường đấy thì hai bên nó cũng là, một bên nó là đồng ruộng, một bên nó là kiểu nghĩa địa ấy các bạn, kiểu nghĩa trang ấy. Thì đang đi thì tự nhiên gặp một con lợn. Nhưng mà các bạn ạ, kiểu chuyện của cô ấy nó cũng không hẳn là ma đâu, tại vì nó con lợn thì nó cũng có thể là lợn nhà ai sổng chuồng, đúng không? Tại vì lúc đấy là thật ra cô không nghĩ nó là ma đâu, cô nghĩ lợn nhà ai nó sổng chuồng thôi. Bởi vì người ta hay kể là kiểu lợn mà các bạn nhìn thấy ở nghĩa trang ấy thì phải là lợn có xoáy âm dương ấy thì mới là lợn ma ấy. Nhưng mà hôm đấy cô nhìn con lợn đấy nó không có xoáy âm dương, mà nó cũng khá là béo, nó béo ục ịch ấy. Thì cô nghĩ chắc là lợn nhà ai sổng. Nhưng mà thật ra ở xung quanh đấy không có nhà dân các bạn ạ, ở xung quanh đấy không có nhà dân đâu, xung quanh toàn nghĩa địa mà. Xoáy âm dương như thế nào cô làm sao biết được? Cô đã nhìn thấy xoáy âm dương đâu, cô nhìn thấy con lợn đấy nó là một con lợn bình thường và nó rất là béo. Sorry con lợn vì đã body shaming này nha, nhưng mà thật sự con lợn này cũng béo. Nó đi ngược đường với mình. Mình đi qua xong mình có nhìn lại xem là nó có xoáy âm dương không ấy, nhưng mà nó cũng không có. Heo rừng à cô ơi. Không, ở chỗ cô nó chỉ có đồng ruộng thôi, cũng không có rừng đâu, cũng phải là ở trên núi đâu. Cô chỉ kiểu ở ngoại ô của thành phố thôi, chứ không phải là ở trên rừng đâu. Có núi có rừng đâu các bạn. Có gần thì có gần biển thôi ấy. 2 con chứ cô không, hôm đấy cô nhìn thấy có 1 con thôi, chắc là kiểu nhà ai sổng thật, xong rồi con lợn nó chạy ra ấy. Nhưng mà ghê thật, các bạn thử đi ấy. Mà đi xe đạp nhá, các bạn hiểu không? Cái lúc đấy mà mới đi nhá, là nhìn thấy con lợn đấy rồi là bắt đầu tim bắt đầu đập nhanh rồi, nhưng mà mình phải ngoái lại, mình trấn tĩnh mình. Đấy là không phải con lợn đâu, nó không phải là con ma đâu, tại vì nó đâu có phải xoáy âm dương đâu, nó không có xoáy âm dương, tức là nó không phải là con ma đâu. Mình trấn tĩnh như thế để mình làm sao? Các bạn đi xe máy các bạn có thể vụt qua cái khu nghĩa địa đấy cho thật nhanh. Nhưng mà cô đi xe đạp mệt lắm luôn ấy, mà mãi vẫn không đi hết cái nghĩa địa, đi lâu lắm luôn ấy. Cái lúc đấy nó càng sợ, nó càng thấy lâu ấy, dã man thật luôn ấy. Chứ bắt giới ở cô. Lợn vàng mới là ma cô ơi. Ủa có lợn màu vàng, các bạn nhìn thấy lợn màu vàng rồi ấy hả? Chứ gặp con lợn sợ. Không phải gặp con lợn không phải sợ, mà ở quê cô người ta hay đồn là kiểu buổi tối kiểu gặp một đàn lợn mà có xoáy âm dương thì là ma ấy, cô biết đâu. Nhưng mà đấy cô cũng mới gặp có mấy lần thế thôi, còn kiểu mà chuyện ma ở trong làng thì thật ra là nhiều lắm, người ta kể nhiều lắm.